hết quốc tang rồi xong việc nước xử lý đến việc nhà nhà tôi không có loại con dâu như cô gia đình ba đời chống pháp chống mỹ không chấp nhận loại người quốc tang than phiền buồn chán như cô cô ở đây thêm một giây tôi thấy có lỗi với tổ quốc và tổ tiên thêm một giây từ giây phút này tôi không chấp nhận cô còn thằng quân nó cảm thấy cần cô thì tôi mất nó còn không hai đứa ly hôn sớm đi nghe những lời bố nói với chị dâu mà mình sững sờ trong ấn tượng của mình bố là người rất hiền ấy ông ít nói hiền luôn tôn trọng mọi quyết định của con cái điều gì thấy không ổn ông cũng chỉ hỏi thêm một câu con chắc chứ sau này con phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình đấy hết vậy mà lần này mình nghe bố nói mà bất ngờ không nghĩ ông trắng được như vậy Chào mọi người, nhà mình có hai anh em, anh Quân là trên mình 5 tuổi vừa lấy vợ đầu năm ngoái. Bố mẹ mình thì dễ tính với hiền lắm nên đều bình thường với chị dâu. Cá nhân mình không thích chị dâu lắm, nhưng mà mình nghĩ rồi, muôn đời em chồng không ưa chị dâu chắc do mình nên không thoải mái mình hạn chế tiếp xúc luôn chứ cũng không có hạnh hoẹ hay nói xấu gì về điều kiện thì cụ mình ông nội mình đều là cán bộ cấp cao trong quân đội cái khúc này các bạn nhớ kỹ nha đến đời bố mình chuyển sang làm kinh tế từ ngày xưa bố mình đã được học hết thạc sĩ anh trai mình cũng không kém cạnh, khi 24 tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, từng làm lãnh đạo cấp cao cho một công ty nước ngoài. Giờ đang khởi nghiệp một công ty riêng, nói dễ hiểu thì con nhà người ta chuẩn sang xịn miệng đấy. Còn chị dâu mình á, anh trai mình ngày xưa thi đổ bách khoa, thời đấy á, chưa thi gợp như bây giờ, mẫu mấy đã được 26 điểm rồi. Tính ra như giờ chắc phải 28, 29, còn chị dâu mình á, 12 điểm, đổ một cái trường chống trượt nào đó. Cả gia đình trông chờ vào một xe phở, bao năm rồi vẫn ở nhà thuê chen chúc năm bảy người một nhà. Chị đấy ra trường đến 2 năm vẫn đi thực tập vì không đủ năng lực đi xin việc. Khi vào công ty, anh mình thực tập thì câu được anh mình, lấy nhau về rồi anh mình không chỉ lo cho vợ, còn phải lo cho cả nhà vợ, bố mẹ mình cũng thấy hợp lý vì ông bà bên kia khó khăn hơn. Mình thì không thích. Khi mình nói với bố mình đã mắng một chập, bảo cất ngay cái tư tưởng đấy đi. Quan trọng là vợ chồng hòa thuận, nuôi dạy con cái nên người là được. Mình thì vẫn ấm ức, nhưng thôi kệ, bố nói thì nghe. Mấy hôm vừa rồi là quốc tang không khí cả nhà trùng hẳn xuống. tivi chỉ bật chương trình VTV, ông nội mình nghe tin bác mất thì bỏ ăn, bố mình mấy ngày đều lén lau nước mắt. Mẹ cứ thở dài thường thường, nhất là nghe đến tin vợ bác lại thở dài tiếp. Anh mình cũng cho công ty tạm nghỉ 2 ngày để mọi người có thể đi viếng. Mình tham gia vào đoàn thanh niên tình nguyện. Chỉ có chị dâu mình, hôm nào lướt tốt tốt cũng nhăn nhó. Sao toàn tin tan tóc buồn thẻ thế không biết? Rồi là cả ngày kể chuyện lịch sử không chán à. Cả nhà xem thời sự, đến tin người nổi tiếng nọ người đó tiếng kia lên phường. Chị lại biểu môi, dân mình cũng trách việc. Bao nhiêu người bao nhiêu chuyện, người này mất còn người kia. già dạ, rồi chứ có trẻ đâu mà làm quá Lúc đấy anh mình mới quát chị dâu để chị im lặng, nhưng có vẻ chị bất ngờ vì bị chồng quát lại lầu bầu. Đỉnh điểm là hôm đưa tang có một số tuyến đường không đi được, chị lại về làm bầm kêu ca nào là phiền phức, nào là làm quá, nào là làm cản trở việc đi chợ của chị. Sáng hôm sau ngày quốc tang là 27 tháng 7, nhà mình đang làm mông cổ dỗ những người đi trước, mà hôm nay bố mẹ mình tự làm toàn bộ, không nhờ đến chị dâu chị thì thấy có vẻ được rảnh tay đi ra đi vào xong lại biểu môi toàn những người không liên quan bố mẹ có phải nhà hảo tâm đâu mà từ thiện cho cả ma bố mình thắp hương xong vẫn không nói gì nhưng mình đoán là bà chị dâu sắp ăn mắng rồi đây ai ngờ đến trưa hôm qua hôm chủ nhật ấy bà chị dâu mình vừa bê mâm cơm ra xong vương vai hết quốc tang rồi đỡ phiền hẳn bố mình đưa tay gạt hết mâm cơm xuống dưới đất xong lên giọng hết quốc tang rồi xong việc nước xử lý đến việc nhà nhà tôi không có chấp loại con dâu như cô gia đình ba đời chồng pháp chống mỹ không chấp nhận loại người quốc tang than phiền buồn chán như cô cô ở đây thêm một giây á, tôi thấy có lỗi với tổ quốc và tổ tiên thêm một giây từ giây phút này tôi không chấp nhận cô còn thằng quân nó cảm thấy cần cô thì tôi mất nó còn không, hai đứa ly hôn sớm đi. Mâm cơm này tôi đổ đi. Hôm nay không có ai cần ăn nữa. Tôi nói cho cô nghe, không có những cái sự phiền phức mà cô kêu ca mấy này, thì giờ này khéo bố mẹ cô còn không được sống. Chứ đừng có nói là cô có hạt gạo bỏ mồm. Nhà này không có chứa nổi thứ vô ơn. Ngay cô bước chân vào nhà này, cầm nén nhang thấp lên bàn thờ, cô có thấy bao nhiêu di ảnh mặc áo lính không? Mỗi lần coi mở mồm ra, cô không biết nghĩ đến cô của ngày hôm nay, có cơ hội mở mắt ra nhìn, mở mồm ra nói là nhà ai, nhờ thứ gì hả? ông nội tôi cụ thằng quân người mà cô gọi bằng cụ vẫn đang nằm lại trên chiến trường đấy lễ tết cô đến thăm bố tôi ông nội chồng cô cô có biết một cánh tay của ông cụ đang nằm tại trường sơn không Chỉ nhớ cô kém quá nhà tôi không chứa nổi mẹ mình thở dài anh trai mình chỉ dám lý nhí con xin lỗi bố là lỗi của con từ hôm trước con cũng đã suy nghĩ về vấn đề bố nói rồi ạ à. chị dâu và mình cũng sững sờ chị chưa kịp khóc chưa kịp cãi bố mình về phòng đóng cửa cây trầm Cả chiều mình thấy phòng anh mình ầm ĩ, chị dâu gào lên loạn lắm, mình chịu không nghe rõ. Chị thấy anh trai mình nói rắn từng chữ, anh có tình cảm với em. Anh nghĩ anh cần một người vợ hiền, chăm lo cho gia đình là đủ. Học thức hay gia cảnh mọi người khuyên nhủ anh đều bỏ ngoài tai. Nhưng chắc là anh sai. Anh từng có tình cảm với em, tình yêu, tình cảm vợ chồng đều có. Nhưng từ ngày 19 là đã từng rồi. Em không yêu nước anh thì em chẳng là gì cả. May mà chưa có con, không thì đúng là anh có lỗi với ông bà tổ tiên. Với di ảnh của cụ anh, với cánh tay đã mất của ông anh, tư tưởng khác biệt, thì về lâu về dài cũng sẽ không hợp nhau. Coi như anh nhanh tay dừng sớm, để sau này bớt tốn thời gian. Anh mong em thay đổi suy nghĩ, chứ con người mà họ vô ơn, sống mà không trân trọng mảnh đất dưới chân, thì không đất nào chứa nổi đâu em ạ. À. Vãi, anh mình, nói nét như đài, mình thì vẫn nghe chị dâu gào lên, không rõ lắm, nhưng đại ý không phục. Kiểu, anh vì những người không liên quan mà đòi ly hôn tôi. Hay là anh chán con này rồi chứ gì? tìm được mối khác ngon hơn rồi đúng không? Bố anh với anh muốn đuổi tôi ra khỏi cái nhà này thì nói thẳng. Trên giấy tờ anh là chồng tôi, tôi không ly hôn, tôi không thể để con nào cướp vị trí của tôi được. Ôi, cái con mẹ không hiểu tiếng người này. Đấy, mình đã ghét từ xưa rồi, mà bố với anh mình cứ thích cơ. Giờ thì mình hóng được một đoạn chán quá đi luôn. Bà chị dâu mình, à, sắp sửa thành chị dâu cũ rồi. Có phúc không biết hưởng, chịu thôi. Mình làm một giấc tới chiều Đang lơ mơ thấy chị dâu mình xin lỗi bố Nhưng mà lý nhí kiểu xin lỗi được chưa Đến khi bố mình hỏi sai ở đâu Câu này chẳng khác nào cho một cơ hội Thì bà chỉ lắp bắp Con con không nên kêu quốc tang là phiền phức Con không lên làm như thế ạ à. Bố mình hỏi vì sao Thì nghĩ một lúc chị trả lời Vì không được như thế Xong bồi thêm câu Dù sao con cũng xin lỗi rồi Bố bố mình ngắt lời Lớn tiếng gọi anh trai Thằng Quân Anh mình vội vàng đến sách chị dâu đi Chiều đấy anh mình đưa chị dâu đi đâu đó Tối đấy về dọn nốt đồ của chị ấy gửi đi Xong gõ đơn Hình như sáng nay là nộp đơn nè Mãi sáng nay mình hóng anh mình nghe điện thoại Mới hiểu chị dâu sao hôm qua nhất định xin lỗi bố Dù không thấy bản thân sai cũng muốn ly hôn Qua điện thoại chị hỏi anh Thế còn tiền hỗ trợ bên ngoài mỗi tháng anh tính sao Anh mình tỉnh bơ Anh mà còn lo cho em tiếp các cụ anh về quật anh chết à trưa nay ăn cơm mình nghe anh kể là đơn gửi rồi xong thở dài thường thường đang yên đang lành mất vợ chắc hơi chán đấy các bạn ạ à, sau yêu anh đừng có hỏi bằng đại học bố mẹ làm gì dắt nhau đi bảo tàng kể chuyện lịch sử trước phát nhờ Nhắc đến chuyện tình yêu của bố mẹ mình thì có lẽ phải đủ tư liệu để viết thành một cuốn tiểu thuyết chương hồi dài ngoằng và lãng mạn chẳng kém cạnh gì. Bố hơn mẹ 17 tuổi, nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì đây cũng là một khoảng cách đáng gờm. Từ đó suy ra năm bố vào đại học thì mẹ mình mới sinh ra đời rồi đó mọi người. Rồi tới khi bố mình trưởng thành có công an việc làm ổn định thì mẹ mình mới lẩm bẩm vào học mẫu giáo. Thế đó, bố mẹ mình quen biết cũng vô cùng lạ lùng. Cụ ngoại của mình tức ông ngoại của mẹ là giáo viên dạy cùng trường với bà nội của mình là mẹ của bố. Duyên số thế nào thì năm mẹ học cấp 3, mẹ nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn, còn bà nội là giáo viên chủ nhiệm của mẹ, cũng nhận trách nhiệm hướng dẫn và ôn luyện cho mẹ. Mẹ thường xuyên sang nhà bà nội mình để học và cũng lần đầu tiên gặp bố mình ở đó. Lần đầu gặp gỡ mẹ đã chào bố là chú. Cái xưng hô chú cháu này mãi đến vài chục năm sau cũng chỉ có thể thay đổi thành chú em. Thậm chí giờ bố mẹ mình đã có với nhau bốn mặt con thì họ vẫn cứ ngọt nhạt chú chú em em như vậy suốt à. Em nấu cơm xong rồi chú rửa tay rồi nhắc mấy đứa nhỏ xuống ăn cơm giùm em đi. Em lại thế nữa rồi. À, à à chồng, chồng gọi nói mấy đứa xuống giúp em với. Sau khi mẹ tốt nghiệp đại học, chú cũng đã thuộc vào đội ngũ những người đàn ông ế vợ, thì duyên phận rung rủi thế nào họ lại phải lòng nhau. Thời gian tìm hiểu cũng nhanh chóng lắm, vì nhà bà nội mình dục quá nên chẳng mấy chốc mà hai người đã dọn về ở cùng một nhà. Bà ngoại mình kể lại là lúc đó vừa mừng vừa lo, mừng vì bên thông gia nói gì đi chăng nữa thì cũng là người thân người quen đã lâu, Gã con gái mình sang đó cũng phải chẳng phải lo người ta khách máu tanh lòng, lo vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, bà cũng nghe thiên hạ người ta đồn ra đồn vào tính cách của bố mình có phần hơi lập dị, cái lập dị mà người ta đồn thổi với nhau đó có lẽ là vì bố rất ít nói bố mình quả thật rất ít nói cũng không mấy khi giao tiếp với ai bố chỉ chăm chỉ sáng đi làm chiều về nhà phụ giúp bà nội dạy học cho đám nhỏ trong làng thôi bố mình có vóc dáng cao lớn và khuôn mặt hơi lầm lì mỗi lần bố câu mày theo thói quen thì ai cũng nghĩ bố sắp sửa nổi nóng tới nơi bọn trẻ con trong xóm mà lười ăn thì kiểu gì cũng bị dọa là không ăn là bác trung nhà bà loan săn bón cho ăn bây giờ chỉ cần câu thành chú bác trung nhà bà loan được hô lên thì trẻ con đầu làng cuối đứa nào cũng há hốc mồm ăn ngoan như cúng ngay cả trong đám đám cưới to nhất làng của họ bố mình cũng gần như không nói lời nào, ai mời rượu cũng chỉ gật đầu lịch sự lễ phép rồi uống đến say mềm. Ngược lại hoàn toàn với bố, mẹ mình là một nhà báo rất nổi tiếng với nhiều tác phẩm phóng sự điều tra rầm rộ một thời. Mẹ mình rất khéo léo, đã vậy là xinh đẹp nổi tiếng nên được lòng người vô cùng. Cũng phải nói rằng gia đình bố mình không mấy khá giả, vì ông nội mình mất từ khi bố mình còn rất nhỏ. Bởi vậy mà mọi việc trong nhà đều do một tay bà nội quán xuyến. Dù bà có giỏi giang đến đâu thì cũng khó mà được bằng người ta. Thế nhưng nhà ngoại mình lại giàu có nhất nhì thành phố thời bấy giờ. Tuy rằng cụ và ông bà bà ngoại mình rất tôn trọng thông gia nhưng thở đó người ta nói ra nói vào ghê lắm người ta bảo bố mình có tuổi rồi mà còn trâu già thích gặm cỏ non thậm chí không ít người biểu môi chê rằng đũa mốc đời trò mâm son cuối cùng thì họ vẫn nên vợ thành chồng cưới thì cũng đã cưới rồi thiên hạ chịu thì chịu mà không chịu thì cũng phải chịu thôi ngược lại hoàn toàn với những lời dèm pha bố mẹ mình sống hạnh phúc vô cùng với minh chứng là bốn chị em chúng mình ấy vậy mà giờ thì miệng lưỡi vẫn cứ ở cái tầm cao mới hơn nữa khi nói rằng bố mình gia trưởng không yêu thương gì vợ con bố lắm, bố mình hay làm tăng ca đến muộn mới về, tuy rằng nhà cách xa cơ quan nhưng bố mình vẫn cố gắng vì quan trọng là ở đây thì gần cơ quan của mẹ và trường học của chị em chúng mình, bố bảo bố đi xa xôi tí không sao, nhưng phải để mấy mẹ con ngủ thêm được tí nào hay tí đấy. Vậy là người ta chỉ thấy bố mình đi từ sáng sớm tinh mơ, nhưng nào có biết lúc nào bố về nhà. Càng không thấy hình ảnh mẹ lo cho chúng mình, rồi lại ngồi gà gật đợi cơm vì sợ bố về cơm nước nguội tạnh. Dòng già chúng mình cũng chẳng bận tâm người ta nói gì về nhà mình, miễn sao bố mẹ luôn hạnh phúc là được rồi. Trong phòng của bố mẹ có một cây húng chanh đặt ở ban công. Có bận bố đi công tác mấy ngày, mẹ bận biểu nên không chăm sóc được nó. Đến khi bố về thì đã chết còng queo mất tiêu rồi. Thế là bố lại hì hục phóng xe lên chợ bưởi mua một cây mới. Thậm chí còn cẩn thận mua cây to gấp đôi cây cũ. Mình nhìn cái cây với những búp lá mập mạp mọng nước, muốn ngắt một lá vò vò ngửi thử mà bố không cho. Vì bố giữ mấy cái cây húng chanh đấy lắm. Miền Bắc trở lạnh thì thời tiết ẩm ương vô cùng. Có khi chỉ vài ngày thôi nhiệt độ đã thay đổi đến mức người ta không kịp trở tay. Mỗi bận như vậy là mẹ mình lại ho đến Đến mức cả nhà phải sốt ruột bởi vì cổ họng và đường hô hấp của mẹ không tốt từ khi còn nhỏ chỉ uống nhiều nước lạnh một chút thôi mẹ mình cũng có thể bị ho đến vài tuần không khỏi thi thoảng vào những ngày như thế mình thấy đèn dưới bếp bật sáng lên và có tiếng có tiếng lạch cạch nho nhỏ phát ra liền sau đó mùi mật ong thơm lừng len lỏi vào phòng của mấy đứa chúng mình mùi mật ong lẫn với mùi của lá húng chanh vừa ngọt ngào vừa ấm áp lắm có lần mình rủ nhóc em trình mò xe mai làm gì trong bếp nửa đêm như vậy thì mới phát hiện ra bố hấp lá húng chanh và mật ong để cho mẹ uống. Bố cẩn thận lắm, không bao giờ hấp sẵn đâu. Mẹ cứ hơi húng hắn ho thì bố mới bắt đầu ngắt lá rồi mang đi rửa sạch, rồi hấp cho mẹ uống nóng nóng hôi hổi. Được cai bốn đứa chúng mình đứa nào đứa nấy khỏe như củ khoai củ sắn, chẳng mấy khi ốm đau bệnh tật. Nhiều khi bà nội còn đùa mẹ ốm hết phần của chúng mày rồi. Thành ra mỗi lần như vậy bố đều không vui. Có lần mình chủ động muốn phụ bố hấp húng chanh mật ong cho mẹ, nhưng bố không khiến đâu. Kể từ đó, mỗi nửa đêm, á, mùi húng chanh mật ong bay vào phòng ngủ chúng mình lại lóc cốc bò ra giả vờ ho để trêu bố. Tất nhiên bố còn lâu mới mắc bẫy, toàn mấy đứa da dày thịt béo, tự đi hấp mà uống đi. Ôi, người ta bảo vợ chồng là chân ái, con cái là sự cố, đúng là không sai tẹo nào. Bố cứ thế thì sau này tiêu chuẩn chọn chồng của bọn con á. chắc cao ngút trời luôn á. Rồi có khi không lấy được ai thì chắc ê sắc ế. Thôi, bố mẹ lại nuôi bọn con tiếp nha, bố mình cười quay ra gõ đầu từng đứa, xong thì lại vội vàng bê bắt húng chanh mật ong cho mẹ uống. Hey phận làm con chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cây, nhìn ông bà đến từng này tuổi vẫn tình tứ quá thể đáng, sát muối vào tim cô đơn thật chứ. Không biết trên thay có ai đang cần tìm người yêu không? Chưa cần biết hấp húng chanh mật ong như bố mình đâu, chỉ cần biết mua siro hoa cho người yêu thôi cũng được. Cực chẳng đã em đành phải dùng chiêu trò này để tìm chồng viết một bức tâm thư thấm đẫm nước mắt để tỏ nỗi lòng của đứa con gái 30 tuổi nôn gửi thiệp cưới cho bạn bè họ hàng gần xa lắm rồi. Anh nào có đọc mà cảm thấy ưng em á thì vào việc bình luận liền nha. Tầm này cưới xong là có hẳn 1 tỷ đảm bảo ấm ví gửi chồng tương lai yêu quý của em. Hôm nay em ngồi lang thang trên net và sệt cái cụm từ ế chồng. Trời ơi ra bao nhiêu là kết quả chồng yêu ạ. À? Chồng biết sao mà em làm cái công việc rất đổi thầm lặng và đau thương này không? Vì đứa bạn thân của em sau vụ mai mối không thành cho em nó đã hét một cách dịu dàng vào tay em rằng mày thì không thích yêu ông kia thì không biết tán gái ế chồng rồi đó cứ liệu thần hồn và em nhận ra một sự thật phủ vàng đúng là em ế thật chồng ạ à, 28 tuổi rồi đấy mà sao chồng ở chỗ nào không tìm đến thiệt nhanh với em để chúng mình ghép lại thành một hình tròn vừa khít mà chồng cứ lang thang ở nơi nào nơi nào chiều chiều chắc lại tụ tập bia bọt tán gẫu sự đời với mấy ông bạn cũng ế cợn như chồng tối tối thì chuối mũi vào mấy giải bóng đá nhà nghề quanh năm suốt tháng không bao giờ nghỉ ngơi chăng thật sự là em đang mong ngóng chồng lắm rồi thế nên bây giờ em tập trung chuyên môn nói chuyện với chồng về chúng mình đây này chồng hãy bỏ qua một số thứ mà chồng đang làm để nghe em nói nè như là mấy cái ảnh nông nóng hay mấy cái tin tức bóng đá vô thưởng vô phạt đi vợ yêu với chồng chẳng quan trọng hơn những thứ ấy sao cơ mà dù em viết thư này cho chồng vì em mong muốn chồng lắm rồi Thì chồng cũng đừng có vội lên mặt kia kiểu é, ế xưng rồi chứ gì, sợ cuốn lên rồi chứ gì Vâng, thì em công nhận là cũng hơi é, ế Cũng hơi lo lo Nhưng mà vẫn chưa phải là diện bó tay toàn tập đâu Mà nói đi nói lại Thì chồng cũng chẳng như em là gì Em xin công nhận là em có một cơ số khuyết điểm, kể ra ở đây thì hơi tốn giấy mực, nếu chồng cần em sẽ gửi bản chi tiết cho chồng update sau. Ở đây em chỉ xin được nêu một số khuyết điểm hơi to to thôi chồng nhé. Do sự bao che và dung túng của cấp trên là mẹ hiền yêu dấu của em và là nhạc mẫu tương lai của chồng đấy, nên đến giờ những món ăn em biết là đếm trên đầu ngón tay. Không, như thế thì hơi khiêm tốn, cả trên ngón chân nữa chồng ạ. À. Nhưng mà chồng ơi, các cụ nhà ta đã dạy, quý hồ tinh, bất quý hồ đa cơ mà. Trong những cái hồ đấy, cô vợ đảm đang này của chồng nấu hơi bị ổn món thịt lợn kho tàu và giá đổ xào thịt bò đấy. Nhưng riêng cái món canh cua thì vẫn là ám ảnh của em chồng ạ. À. Nhưng mà vợ của chồng rất thông minh, lần đầu tiên phải nấu canh cua, em đã lấy chày tiêu diệt từng cái càng cua một rồi mới lột xác chúng nó. Việc này đòi hỏi sự nhanh tay và nhanh mắt lắm đấy chồng yêu quý ạ. À. Chồng phục em xác đất chưa Thôi, mắt đừng có trợn lên thế và rớt cả cái bản lệ của cửa sổ tâm hồn ra ngoài đấy. Rồi đến lúc gặp chồng, nhìn vào đấy em lại chẳng cảm nhận được tình yêu ấm áp mà chồng dành cho em đâu. Tiếp nữa, có thể là em là tiếp phụ nữ trái tim băng chồng ạ. À. Em thấy em khó yêu lắm. Ngoài một số mối tình bỏ xít theo kiểu thinh thích và rất thích ra, thì em vẫn chưa thấy cái gọi là true love xuất hiện. Chồng đừng có sợ bà nghĩ là em bất ổn mà Em sẽ khóc đó Em cũng có muốn vậy đâu Mà chắc là cái quả tim ngăn ngạnh và lạnh như em kem tràn tiền của em Nó cứ bắt em phải đợi em gặp chồng Nó sẽ biến em thể thành Mùa đông không lạnh của chồng đấy Chồng hãy can đảm lên Choàng thêm mấy cái áo phao chống rét vào Là sẽ bình tĩnh tự tin thôi Em luôn ủng hộ chồng yêu hết mình mà một điều nữa là mà thôi em mà kể hết ra sau này chồng lại thắng thế em trong các trận tranh luận nóng của chúng mình thì sao em thì là em cứ lo sai như thế đấy chứ em cũng biết nhẫn nhịn lắm tại em là em em gái mà em đã được bà chị thân yêu của em tôi luyện cho em ít nhất là 10 năm áp bước và khổ sai rồi chồng chồng yên tâm về tính chịu đựng của em chưa tin quá chứ lại còn Nhưng em cũng có vô vàng những điểm đáng yêu đó Nhưng mà ai lại tự nói ra Ngưỡng chết đi được ấy chồng nhỉ Em tin là nếu chồng thật sự yêu em Chồng sẽ nhìn thấy hết à Đừng có hoa mắt chóng mặt vì nhiều quá đó chồng nha Em chỉ dặn dò một chuyện nhỏ như con thỏ thế này Để chồng yên tâm Nếu mà chồng yêu có mê bóng đá Thì đến mùa bóng đá Em hứa sẽ xem hết các trận với chồng Nhưng với điều kiện đó là những phút đá penalty thôi chồng ạ à. Em thiếu kiên nhẫn mà Lời cuối của bức thư này Em muốn nói với chồng là Tuy em và những bạn gái của em đã gần 30 Không còn nhí nhảnh nữa Nhưng vẫn dễ thương Không còn hồn nhiên Nhưng vẫn trong sáng nha Thiệt đó chồng Và em hoàn toàn nghiêm túc khi viết bức thư này Thế nên chồng yêu của em Một nửa sự thật của em Mau xuất hiện đi ạ à. Còn ở đây với bố mẹ Làm thủ tục Đơn phương ly hôn đi còn nếu mà họ tìm đến đây, bố sẽ thuê luật sư để xe mai dám mạnh mồm mạnh miệng đòi con đội cháu bố phải về. Không lo được cho con dâu cháu chắc có cuộc sống tử tế thì đừng có hồng. Bố mẹ đã cho nhà bên đó quá nhiều cơ hội rồi. Vẫn nhớ hai năm trước, cả sớm còn ùa sang nhà mình xem bắt rạp. Ai cũng trầm trồ khen phúc chị mình lớn, may mắn được gả vào nhà hào môn. Khi đấy mình mới 17 tuổi, còn cảm thấy có đôi chút ghen tị với chính chị gái mình. Thế bà giờ đây tình cảnh của chị mình lại nghiệt ngã vô cùng. Hồi xưa chị tiếp tục ở một mình thì đã không khổ đến nhường này. Bố mẹ đặt tên chị em mình là Thương Thảo nên bao nhiêu tình yêu thương, sự chiều chuộng của mọi người như dồn hết cho chị mình vậy. Gia đình chồng chị thương nổi tiếng lắm, nghe nói là đại gia buôn thủy sản trong Quy Nhơn. Bố mẹ mình chưa từng nghĩ sẽ gả con đi xa đến vậy, nhưng khi gặp bà môi giới thiệu thì lại đồng ý ngay. Nghe mấy câu hoa mỹ như gia tộc giàu có, gia đình nề nếp, cậu đại gia thiếu gia đẹp trai mãi làm ăn nên chưa có vợ, lễ tạm ra mắt 200 triệu, thì ai mà chẳng bùi bùi lỗ tai, không đồng ý gả con đi mới lạ. Chị gái mình không phải kiểu tham vật chất, hay bố mẹ đặt đâu chịu ngồi đó. Xong ở vùng quê này 26 tuổi chưa cưới, cũng được liệt vào hạng ế e mốc ế mèo rồi. Tuy chị cũng từng yêu một anh bên sớm khác, nhưng bị bố mẹ phản đối. Sau cũng có vài người quen, mối lái, nhưng mà chị đều trốn tránh không ưng. Cho đến mối này chắc là bố mẹ mình thuyết phục Nên cuối cùng chị đồng ý cưới Vừa cả nghìn cây số về làm dâu nhà giàu Gia đình mình chưa từng gặp mặt anh trễ Nhưng xem ảnh thì cũng không đến nỗi nào Anh cao ráo hơi mập Nghe bà mối kể là cũng vui tính giỏi giang 32 tuổi Anh không ngó ngàng gì đến chuyện thành gia lập thất Bố mẹ xấu ruột Nên đi tìm con dâu ở khắp nơi Chưa kể ông nội anh ấy còn từng là bạn thân thiết Với ông ngoại của chị em mình Nhân dịp hồi hương liền kéo người quen sang nhà mình ướm hỏi vừa thấy chị thương ra rót nước là ông nội anh trễ liền chấm ngay chị xinh xắn trắng trẻo lại hiền lành ít nói việc nội trợ khéo hơn hẳn phần mình thế nên lấy chồng giàu cũng hợp lý chẳng phải lo cơm áo cơm ăn áo mặc sau này gia đình kia chỉ mong có cháu đích tôn nói giỏi trai hay gái đều không quan trọng cũng chẳng so đo chuyện môn đăng hộ đối thế là chị thương nhắm mắt đưa chân chấp nhận gả cho người chị chưa từng yêu hay gặp gỡ 17 năm cuộc đời mình chưa từng thấy cái rạp cưới nào to như của chị. Bên nhà trai thuê hẳn cái sân vận động thị xã, cho dựng sân khấu hoành tráng như biểu diễn ca nhạc, số bàn kê tiếp khách dễ phải đến hàng trăm. Thực đơn cổ cưới cũng toàn món sơn hào hải vị, thuê hẳn ca sĩ với dàn nhạc vị chơi suốt 3 ngày, xính lễ mang từ quy nhân ra toàn hàng xịn, bánh kẹo rượu bia long lanh tận 11 tráp. Hôm trước dâu anh trẻ mới xuất hiện, khen chị mình mặc váy cưới xinh, xinh đẹp như thiên thần đã giàu lại còn khéo ăn nói ai cũng nghĩ sau hôn lễ chị thương sẽ sống trong nhung lụa cơ mà đời chẳng hề như mơ chị vừa trút váy cưới ra là cả họ nhà chồng lộ mặt thật hóa ra bên đấy đúng là đại gia xong là mang thua lỗ nhiều năm đến mức gần phá sản xem ảnh chị thương chụp mà bố mẹ mình xót xa mang tiếng biệt thự to nhất nhì thành phố quy nhơn mà đồ đạc trong nhà chồng chỉ toàn đồ đểu cái gì quý giá đều bán đi trả nợ hết đến cái xe ô tô cũng cũ nát vô cùng chưa kể toàn bộ tiền vàng mừng cưới chị mình đều bị mẹ chồng lột sạch lấy danh nghĩa về làm dâu phải có trách nhiệm trả nợ cùng vì gã đi quá xa nên chị không quay về nhà được suốt ngày chỉ nằm trong phòng khóc âm ỉ chồng chị ấy chỉ được cái mã còn tính nết thì phụ thuộc bố mẹ hoàn toàn vợ chồng chị không hề có tiếng nói mọi thứ trong gia đình hay làm ăn đều là bố mẹ anh rể quyết định lấy chồng hai tháng mà chị mình gầy trọc đi gọi video cho chị mà mẹ mình khóc chấm thức nhìn con gái sơ sát vì thiếu ăn mà hận không thể chửi mắng thông gia mẹ chồng chị thương ăn chay nên muốn ăn thịt phải tự nấu nhưng tiền bạc đi chợ bấy đều giữ hết nên chuyện ăn uống cũng kham khổ trăm bề Nửa năm qua đi, đúng lúc chị mình không chịu nổi nữa, định viết đơn ly hôn, thì đụng cái phát hiện có chữa. Chị ngỡ ngàng bật khóc, tin vui với người khác, lại trở thành tin xét đánh ngang tay. Không đành lòng bỏ con, nên chị ngậm đắng nuốt cây ở lại ngôi nhà đấy. Mẹ mình khăn gói bay vào để chăm sóc chị, lần nào gọi điện nhắn tin cũng thấy mẹ trưng rất không nguôi. Mình thương chị lắm, nhưng bất lực chẳng giúp được gì. Niềm an ủi duy nhất với chị là đứa con nhỏ Bố mẹ mình lén gửi tiền cho chị suốt Để ăn uống cho ra hồn Cũng vì chuyện đó mà mẹ mình thường xuyên mất ngủ Nói ân hận vì tham giàu Nên đẩy con gái đến cảnh khổ đau Mình hiểu mẹ chọn thế cũng chỉ vì thương con Mong chị em mình được ăn sung mặc sướng gả cho tấm chồng tốt Tiền bạc dư giả sống hạnh phúc an nhàn Ấy vậy mà kết cục bị lừa Vớ ngay phải cái nhà thùng rỗng kêu to Mấy hôm nay Hà Nội trời trở rét Bố mình ngồi uống nước ngoài hiên cứ thở dài vì nhớ chị, Hai năm chị không về lại thăm nhà lần nào Nhưng gia đình mình cũng cố gắng nhẫn nhịn Vì sợ xảy ra mâu thuẫn Nào ngờ đâu mới đụng cái hôm qua Chị gái mình run rẩy ôm con bước vào Bố ơi con về rồi đây Cứu mẹ con con với Thì ra là sau những năm tháng cắn răng chịu đựng Của hôn nhân sai lầm Chị gái mình không chịu đựng nổi nữa Đành bỏ trốn về ngoại Thật chưa mang tiếng dâu nhà giàu mà điện thoại thì đểu, quần áo cũ mặc đến sờn cả ra, Bố mẹ mình chắc mẩm giờ này, bên gia đình chồng chị điên đảo lắm, đi vay mượn cả đống để lừa mua một đứa con dâu cơ mà. Giờ mất cả trâu lẫn ghé, thì lại chả lồng lộn đi tìm. Mình chỉ lo bố mẹ sợ mất thể diện rồi lại kêu chị ấy về. ấy thế mà chưa cần mình lên tiếng, bố mình đã bảo, còn ở đây với bố mẹ, làm thủ tục đơn phương ly hôn đi. Còn nếu họ tìm đến đây, bố sẽ thuê luật sư để xem ai dám mạnh mồm mạnh miệng, đòi con đòi cháu bố phải về. Không lo được cho con dâu cháu chắc có cuộc sống tử tế thì đừng có hồng. Bố mẹ đã cho nhà bên đó quá nhiều cơ hội rồi Cứ bảo làm dâu hào môn là sướng Sướng đâu chẳng thấy Chứ như chị mình thì đúng là có tiếng mà không có miếng Thường em có 5 triệu mà cứ hơi tí là em chốt đơn sập be trà sữa Thì hôm nào cũng một hai cốc Quần áo cả năm mua không biết bao nhiêu lần Cứ sale là mua, đẹp là múc Em cứ tính tiêu hoang không biết lo trước ngó sau Mai này lấy gì mà ăn, chia tay đi đây là lần thứ hai mình bị bồ đá vì cái lý do cái lý do này rồi vũ trụ ơi gửi tín hiệu giúp đỡ mình với. Chào mọi người, mình tên Ly, đang làm mà nhân sự tại một công ty trên Hà Nội vì mới là năm thứ hai đi làm nên lương mình vẫn đang ở con số năm của một tháng đến cái chuyện ăn uống bình thường còn túng thiếu chưa chưa nói đến chuyện tiết kiệm hàng tháng vậy mà mình toàn gặp mấy ông người yêu ối rồi ôi như thế này từ nhỏ mình là đứa có tính rất tiết kiệm vì thương bố mẹ vất vả nhà mình không giàu giờ thì đã lớn tự kiếm ra tiền nuôi thân nên mình cũng muốn hưởng thụ tự thưởng cho bản thân là lẽ đương nhiên đúng không từ khi lên đại học mình đã rất thích uống trà sữa nhưng hồi đó đâu có tiền cả tuần mới dán mắt Mắt nhắm mắt mở uống một cốc, giờ thì đều đặn mỗi ngày. Mình đều uống hai ly full topin. Mình nghĩ chuyện nghiện, nghiện trà sữa giờ chẳng còn là chuyện gì bất ngờ nữa rồi. Người người nhà nhà mê trà sữa. Thế mà anh Đức, người yêu cũ thổ xưa, xư lắc xưa lơ, lại bảo chưa thấy đứa con gái nào nghiện trà sữa như mình. Còn mắng mình là đứa tiêu xài hoang phí, không biết lo nghĩ cho tương lai. Không chỉ mỗi lý do đó mà mình bị đá, mà còn vì lý do mình nghiện mua đồ shopee nữa. Bao đêm dài mất ngủ vì chờ đợi sale hàng, review hà linh, hàng du mục, cùng hàng loạt phiên live vào mọi thời gian, giờ vàng, giờ bạc vân vân mây mây, mình không bỏ sót một phiên live nào. 100.000 mình săn còn 50.000, 200.000 mình săn còn 100 giá cứ giảm một nửa là múc à. Tính ra như thế mình cũng là đứa tiết kiệm chứ bộ chỉ khổ cái là thi thoảng mình bị cái bệnh không mua hàng là ngứa tay cảm giác thiếu thiếu thế nào á thế là cứ nhận lương lại phải đặt cái lô mình làm ra tiền dù ít hay nhiều cũng là tiền của mình có tiêu thế nào cũng là tự do của mình thế mà anh hùng người yêu cũ lại bảo mình thế này lương em đã ít lại còn tiêu hoang nghiện mua đồ đã đành lại còn toàn đặt mấy cái món vớ vẫn vô dụng trên mạng là phụ nữ thì phải biết dành dụm từng đồng vung vén cho chồng cho con loại như em á cưới về trèo lên đầu lên cổ chưa phục vụ phụ được ai chia tay đi Chúng mình không hợp nhau đâu Những tưởng ông trời đã bỏ quên một đứa đen đuổi như mình Thì may thay mình đã gặp được anh Huy Khác với hai ông tướng ở trên anh này Tuy không đẹp trai như tài tử Nhưng được cái chiều mình Lương anh cũng chỉ có 8 củ Nhưng mà sẵn sàng cho mình đến 7 củ Mình thức đêm săn xeo anh thức với mình nghiện trà sữa Cùng mình lại còn thường xuyên đặt bánh tặng quà cho mình nữa Sau bao gian khó Cuối cùng mình cũng gặp được người đàn ông của cuộc đời những tưởng từ nay về sau sẽ chỉ toàn những tháng ngày hạnh phúc, nhưng gần đây mình mới thấy có gì đó sai sai. Anh không phản đối cái nết tiêu xài của mình, nhưng anh còn xài ghê hơn. Mới hôm nọ anh trước bộ PC, không biết bao nhiêu tiền về nhà, nhưng nhìn qua đã biết hàng xịn. Nghe anh nói tiền mua con đó còn phải đi vay, rồi còn bao nhiêu thứ anh giấu mình mua trả góp, vay bạn, vay bè. Giờ thì người bất an lại là mình rồi, cứ cây đà này mà quen anh lâu dài chắc mai mốt cưới nhau về hai đứa mình cùng làm trả nợ dần quá giờ mà nói chia tay thì mình lại thấy tội lỗi ở lại thì bất an mà nghiêm túc nói chuyện thì ảnh phật lòng giờ phải làm sao đây cả nhà làm ơn ai đó gửi tín hiệu cứu mình với sos mẹ xin lỗi con con muốn hận mẹ sao cũng được cả cuộc đời này những gì mẹ nợ con cũng chẳng đủ trả nổi đã 7 năm rồi tôi về nhà nói đúng ra thì tôi cũng chẳng có nhà nào hết Bố mẹ đã ly dị từ cách đây 25 năm Ông bà nội ngoại đều đã mất Tôi không sống chung với bố hay mẹ Họ đều đã có gia đình riêng Và bây giờ chỉ còn mình tôi trong căn nhà cũ Giữa phố cổ do bà nội để lại Trước khi mất Bà bảo tôi nên bán căn nhà đi Rồi mua chung cư to để ở Tuy nhà có 40 mét vuông mà thôi Nhưng vị trí ngay gần hồ gươm Nên giá cao ngất trời Chỉ cần tôi trao lên thì kiểu gì cũng thu về một món khổng lồ Hưởng thụ đến cuối đời chẳng cần làm lụng nữa Xong tiền bạc với tôi vốn không có nhiều ý nghĩa. Tôi kiếm tiền để sống theo ý mình, chứ cũng không hề ham muốn giàu sang hay tham vọng làm ông nọ bà kia. Mọi người bảo tôi là đứa kỳ quái, gần 30 tuổi chẳng có ai thân thiết bên cạnh. Cứ đến gần dịp dỗ ông bà là tôi mới về dọn dẹp nhà cửa, thắp hương ông bà, xong xuôi là sách vali đi du lịch. Bởi ở lại thì tôi sợ cảm giác tuổi thân ghen tị khi thấy các gia đình đầm ấm bên nhau sợ những cuộc hẹn hò bạn cũ hợp lớp nọ kia rồi phải đối mặt với những câu hỏi đời tư soi mói tôi chẳng muốn ai biết gì về mình cả bởi sự thật là thế giới của tôi vốn dĩ rất cô đơn theo những gì người khác kể lại thì tôi bị mẹ bỏ rơi lúc hai tuổi hình như năm tôi một tuổi mẹ đã từng bỏ đi một lần rồi nhưng sau đó chẳng biết vì sao lại quay về cố sống cùng bố tôi thêm một năm nữa mới ly hôn vừa mới lên cấp hai thì bố cưới vợ khác họ dọn ra ở riêng để lại tôi sống với ông bà nội Ông bà tôi không hề nghèo khó, nhà phố cổ lâu đời nên gia cảnh sung túc là đằng khác. Nhưng gia đình neo người, bác cả và cô út đều định cư nước ngoài từ lâu. Sau khi tái hôn, bố hầu như coi tôi với ông bà không tồn tại. Lần cuối cùng bố con tôi gặp nhau trong đám tang bà nội, có lẽ là từ 6 năm trước rồi. Xưa tôi nghe ông bà bảo bố vẫn gửi tiền về nuôi tôi ăn học, nhưng ông bà không lấy, tài sản ông bà có đủ để nuôi 10 đứa cháu, cổ cái bố tôi cư xử không ra gì Nên họ từ mặt luôn Tôi không rõ tại sao mối quan hệ của bố tôi Với ông bà lại căng thẳng đến như vậy Chỉ đến khi ông bà nội mất Thì bố mới dám quay về thắp hương Tôi biết bố có một đứa con riêng Và không có ý định bù đắp gì cho tôi cả Ông từng nhờ họ hàng Mua tặng cho tôi một chiếc xe ga xịn Nhưng tôi bán đi luôn Rồi gửi tiền cho trẻ trẻ mồ côi Tôi ghét người đàn ông này Đến mức không muốn thốt lên tiếng bố Nhưng người tôi hận nhất lại là mẹ đẻ cơ Bà nội có giữ vài bức ảnh chụp mẹ bé tôi khi mới sinh Thật trớ trêu làm sao Tôi lại có gương mặt giống mẹ y đúc Từ bé đến lớn tôi nghe nhiều người kể về mẹ Bằng những từ ngữ không hay Nào là người đàn bà độc ác Tham phú vụ bần Bỏ nhà theo trai Tóm lại Hồi đó tôi nhỏ quá chả biết gì Ghép nhặt thông tin cũ thì có vẻ như Mẹ tôi bỏ đi vì nguyên nhân nào đó không minh bạch Ông bà nội khuyên tôi không nên cố tìm hiểu quá khứ. Cái gì qua rồi cứ để cho nó phía sau. Bởi đào lại thì tôi chính là người đau lòng nhất. Tôi nghe lời ông bà nên không bao giờ hỏi. Nhưng cảm giác hận thù xen lẫn tuổi thân cứ xoáy lấy tim tôi. Hết ngày này qua năm khác. Tôi rất muốn tìm mẹ để hỏi tại sao bà nở lòng vứt bỏ con khi còn chưa cai sữa. Chẳng có cha mẹ nào coi ruột thịt như nước lã vậy. Muốn bỏ rơi là quay lưng không một lần quảnh lại. Cho đến hôm vừa rồi, ngay trước khi lên đường sang Thái, Tôi đã biết câu trả lời mà mình khao khát bấy lâu. Trong lúc kê khai đồ đạc trong kho, tôi phát hiện nhật ký của bà nội nằm lẫn trong đống sách cũ. Hồi còn sống bà rất thích làm thơ, nên chỉ nhìn thoáng qua trang bìa, tôi cũng nhận ra nét chữ quen thuộc. Bà giữ thói quen ghi nhật ký từ khi nhận nuôi tôi. Đọc từng lời tâm sự mỗi đêm mà tôi rơi nước mắt. Hóa ra tôi đã hận nhầm người, mẹ tôi là nạn nhân đáng thương của một cuộc hôn nhân đầy lừa dối, bố liên tục phản bội mẹ từ khi tôi chưa chào đời mẹ hiền lành nên chỉ biết bỏ qua nhưng một lần bắt quả tang bố đem nhân tình về tận nhà làm trò sằng bậy khiến tim mẹ vỡ nát mẹ khóc ngất trong vòng tay bà nội tâm trí rối loạn cộng thêm trầm cảm sâu sinh đã đẩy mẹ xuống hố sâu may ông nội tìm được mẹ trước khi chuyện tồi tệ xảy ra và tiếng khóc ngằn ngặt đòi sữa của tôi đã khiến mẹ bừng tỉnh Ông bà nội không bao che cho con trai Nên đã ép bố tôi phải sống có trách nhiệm hơn Bà ghi lại rất rõ từng dòng cảm xúc khi đấy Vừa đau đớn vừa xấu hổ Khi con dâu và cháu nội phải chịu thiệt thòi Bố tôi vì áp lực gia đình Nên tạm yên ổn một thời gian ngắn Đến năm tôi 2 tuổi Thì gia đình hoàn toàn tan vỡ Không ai có thể hàn gắn nỗi tuyệt vọng của mẹ tôi Mẹ để tôi lại cho ông bà nuôi Vì không tiền, không nhà cửa Sợ tôi sẽ phải sống trong nghèo khổ suốt đời Bà nội đã khóc nghẹn cả lòng khi chứng kiến cảnh con dâu ngoan hiền quỳ lại, xin ông bà nhận cưu mang tôi để tôi có cuộc sống đủ đầy. Bà dúi cho mẹ ít tiền vàng, nhưng mẹ kiên quyết không lấy. Mẹ dặn bà đừng kể lại bất cứ điều gì, dù tôi có căm ghét thì hãy cứ để tôi nghĩ mẹ tệ bà cũng được. Quả đúng như lời mẹ tiên đoán, sau khi biết hết sự thật về gia đình mình, tôi đau đến mức không hít thở nổi nữa. Chẳng hiểu sao cơn oán hận trong tôi vẫn chưa nguôi. Ai đó hãy nói cho tôi biết Tại sao mẹ lại ích kỷ như vậy được không? Mẹ trốn chạy khỏi cuộc sống bi phẫn. Mẹ lấy tôi ra để biện minh cho hành vi trút bỏ gánh nặng con cái. Mẹ nói thương tôi, nhưng không một lần xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chỉ có mỗi ông bà yêu tôi, mà họ đều đã ra đi mất rồi.